Chào các bạn. Thì tiếp tục cái ví dụ 1.17. Thì ở cái ví dụ này thì cái video lần trước ấy thì mình đã lấy giá trị của x0 bằng 0.75, được chưa? Thì hình vẽ của nó sẽ có dạng như này. Nhưng mà ở video này thì mình sẽ lấy một giá trị x0 bằng 1.25. Thì mình sẽ vẽ gọi là vẽ dạng hàm liên thuộc của mi b phẩy y, được chưa? Thì để xem nó có còn giống như cái hình này không nhá. Thì bạn nào chưa xem cái video lần trước thì mình để đường dẫn dưới phần mô tả, được chưa? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp với trường hợp x bằng 1.25. 1.25 thì nó sẽ nằm ở đây này, đó, cho là 1.25 nhá. Đấy, mình sẽ viết 1.25 ở đây, được chưa? Thì tại đây thì các bạn sẽ gióng lên này, gióng lên này, đó, các bạn gióng lên này, được chưa? Thì nó sẽ giao bởi mi A2x và mi A3x, được chưa? Thì các bạn nhìn vào cái đề bài A2 đây thì tương ứng với B1, được chưa? Còn A3 tự ứng với B2, được chưa? Có nghĩa là ở cái đồ thị bên này, được chưa? Thì mình sẽ vẽ lại của nó, được nhá. Bởi vì là cái ví dụ đầu tiên ấy, mình tại x bằng 0,0.75 này thì nó là của A1 và A2. Đây, giao của A1 và A2 đúng không? A1 ứng với B3, A2 ứng với 1, có nghĩa là B3 B1 là mình sẽ vẽ như này, được chưa? Còn ở cái trường hợp này nó là B1 và B2 thì mình sẽ vẽ lại nhá. Đây mình vẽ rồi, bây giờ mình sẽ vẽ lại. Các bạn chú ý theo dõi. Chỗ này từ đây đến đây xuống đây là mi B1Y. Được chưa? Từ đây lên đây về đây là mi B2Y. Được chưa? Từ đây lên đây về đây là mi B3Y. Đấy nhỉ? Thì như mình vừa nói, ở cái này mình sẽ chỉ vẽ mi B1Y và mi B2Y thôi, được chưa? Thì vẽ kiểu gì? Thì từ cái các bạn từ đây này 1.25 này, gióng lên này, rồi gióng ngang này nhá. Gióng ngang nó sẽ cắt cắt mi B1Y và mi B2Y tại cái điểm này có trục tung là cái tọa độ là 0 0.5 ở đây, ok chưa? Đây mình sẽ viết tường binh ra là cái miền mi B1 phẩy y, được chưa, bằng min min của mi B1 tương ứng với A2 mi A2 tại x0, được chưa? Và mi B1 y, ok chưa? Tiếp tục, đó là mi B1 phẩy y. Bây giờ mục đích là mình sẽ đi vẽ miền mi B1 phẩy y và mi bao nhiêu, mi B2 phẩy y bằng min min của mi A3 x0 và mi B2 y, được chưa? Rồi,
Thì đầu tiên là mình sẽ đi vẽ mi B1,Y trước. Thì nó sẽ là lấy min, mình đi so sánh giữa mi A2X0 và mi B1Y. Ok, vẽ như sau. Mình sẽ lấy cái mực xanh. Thì mình cắt lấy tốc độ 0.5 này, mình sẽ gióng ngang sang. Nó cắt tại cái điểm giữa này, đó. Đó, được chưa? Thì mình sẽ lấy phần bên dưới. Được, bởi vì là mình lấy cái phần min mà, min nhỏ nhất mà. Ok chưa? Thì mình sẽ gạch phần bên dưới. Các bạn có thể mình sẽ kiếm một cái bút chì. Đây mình sẽ vẽ này. Đấy mình chỉ lấy trong cái khoảng từ đây này. Đến đây này, đến đây này, đến đây này. Ok chưa? Mình sẽ chỉ kẻ trong cái khoảng ấy thôi. Các bạn kẻ mờ thôi. Kẻ mờ thôi. Đó. Thì mình sẽ ký hiệu đây là mi B1,Y. Mình có thể mũi tên. Đó. Hay là mi B1,Y. Ok chưa? Rồi, mình sẽ viết tiếp mi B2,Y. Mi B2,Y là min của mi A3X0 và mi B2Y. Bây giờ thì nó sẽ là cái khoảng này này. Đó, nó sẽ là cái khoảng bên dưới. Nó là cái khoảng trong cái miền từ đây này lên đây này, đây này, đây này. Ok chưa? Ở đây là mình sẽ vẽ gạch nó đối với cái gạch bên này đi. Ở đây là mình chéo chéo này, bây giờ mình sẽ vẽ chéo ngược lại. Các bạn vẽ mờ thôi, chéo mờ thôi. Đó. Ok chưa? Rồi. Thì mình có hai thằng này rồi, thì mình sẽ đi xác định được mi. Mi gì các bạn nhỉ? Mi B phẩy Y đúng không? Mình vừa áp dụng công hai cái này theo luật min, còn bây giờ mình sẽ áp cái thằng tổng hợp này theo luật sum. Thì sum thì mình sẽ đi so sánh bằng min của một so sánh với mi B1,Y. Cộng với mi B2,Y. Thế nhỉ? Mình sẽ đi so sánh như thế. Rồi. Ok, so sánh tổng của cái này với một thì lấy thằng bé. Thì cách làm như sau, mình sẽ xét tại các điểm. Đây là 0,5 này. Đây là 1 này. 1,5 2. Thì giống như bài trước thì mình sẽ đi xét tại từng điểm. Đầu tiên là mình sẽ tại điểm 0. Ok chưa? Tại 0 thì mi B1Y tại điểm này bằng 0. Còn mi B2Y nó không, tức là tại nó bắt đầu từ đây đâu, nên tại đây là mi B2Y là không xác định. Nên 0 với 1 thì 0. 0 là bé đúng không? Thì lấy 0 ra được cái điểm đầu tiên. Ok chưa? Tiếp, điểm thứ hai là mình sẽ xác định tại trục này là trục Y này. Đó, là y bằng 0.25. Ok chưa? Thì 0.25 nó sẽ nằm ở đây này. Đây. 0.25 đây. Đấy, nó sẽ nằm ở đây, được chưa? 0.25 đây. Thì tại y bằng 0.25 này thì mi B1Y các bạn gióng lên đây đúng không? Nó bằng mi B1Y bằng 0.5. Và mi B2Y tại đây là không xác định. Lên 0.5 với 1 thì min là 0.5, được chưa? Thì ta sẽ được điểm thứ hai. Ta nối điểm 1 với điểm 2. Ok chưa?
Tiếp tục. Bây giờ xét tại y bằng 0,5 thì mi B1y, được chưa? Là cái thằng mi B1y này, mi 1y này nó bằng đây, nó chỉ nằm trong cái miền này thôi. Nó bằng chỗ này đúng không? 0,5 gióng lên ở đây. Thì gióng ngang vẫn là 0,5, được chưa? Mà tại đây thì mi B'y, được chưa? Mi B'y chỗ này bằng bao nhiêu? Nó bằng 0. Thì 0,5 với 1 thì min là 0,5 đúng không? Ta gióng lên đây thì ta được một điểm đây. Ta nối điểm này với điểm này lại. Được chưa? Nối điểm. Thế mà đúng không? Rồi, nối điểm lại. Rồi. Đấy tại 0,5. Chỗ này là bao nhiêu các bạn nhỉ? Chỗ này là 0,75. Được chưa? 0,75. Tại 0,75 thì mi B,1 y bằng 0,5 và mi B2,y là cái miền này này. Đấy. Mi B2,y. Được chưa? Mi B2,y tại đây nó cũng bằng 0,5. Thì 0,5 cộng 0,5 là bằng 1. 1 so với 1 thì min là 1 đúng không? Thì 1 thì ta sẽ phải vẽ kiểu gì? Ta vẽ lên thì ta lấy tịnh tiến điểm này này lên đây. Vì trục này gióng ngang chỗ này là 1 và nên gióng bên đây này. Thì ta từ đây này ta nối lên đây. Ok chưa? Ta được một điểm này thì ta nối hai điểm lại. Đó. Được chưa? Rồi, xét tại y bằng 1 là điểm này, được chưa? Tại y bằng 1 điểm này thì mi B1,y tại điểm này nó bằng 0. Đấy nhỉ? Còn mi B2,y tại điểm này là bằng 0,5. Được chưa? Thì 1 và 0,5 thì min là 0,5 đúng không? Thì ta xác định được 0,5 ở điểm này. Ta nối điểm này với điểm này lại. Được chưa? Rồi, xét tại chỗ này là 1, chỗ này là 1,25. 1,25 ở đây. Được chưa? Hiện tại 1,25 đây, được chưa? Thì chỗ này thì mi B1,y là không tính, bởi vì chỗ này là mi B1,y nó bắt đợt, nó kết thúc ở đây rồi. Còn chỗ này thì gióng lên là không mi B1,y là không tính nữa, chỉ có mi B2,y. Thì tại điểm này thì gióng lên thì mi B2,y cho nên là bằng 0,5 đúng không? Thì 1 với 0,5 thì min là 0,5, thì ta được một điểm ở đây. Giờ thì ta nối điểm này với điểm này lại. Được chưa? Rồi, xét tại y bằng 1,5 thì mi B2,y tại đây nó tọa độ là gióng ngang là bằng 0. Được chưa? Thì 1 với 0 thì min là 0, thì ta được điểm 0 ở đây. Ta nối hai thằng lại. Ok chưa? Thì cái miền đỏ này từ đây này, đấy lên đây này, đấy về đây, đấy. Nó là dạng của mi B'y. Ok nhỉ? Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.